Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Duy giới thiệu với mấy anh chị và các bạn, đây là cái dòng phi điệp bên Duy bán 15.000 một chậu như thế này nha. Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Duy giới thiệu các anh chị các dòng phi điệp của Duy Linh nha. Phi điệp của Duy Linh của bên Duy là núi chúa, châu như, Duy Linh Xuân các loại. Một chậu như thế này nè, bên Duy bán 15.000 một chậu như thế này này. Đó, mấy anh chị nhìn xem nè. Đó, như ca Duy đang cầm này nè. 15.000 một chậu nha. Một chậu chỉ có 15.000 một chậu à. Còn cái cây lớn lớn hơn, cao hơn là bên Duy bán 33.000 một chậu nha. Những cái cây như thế này là 33.000 một chậu nha. Chậu 2.5 này á. Quan trọng 1.5 và 2.5 nha. 33.000 một chậu. Còn những cái chậu như thế này chuẩn bị làm hoa Tết nha. Những cái chậu như thế này hoa Tết nha. Chậu cây nhỏ thì bên Duy bán 150.000 một chậu nha. Mà cây lớn lớn như thế này nè, cây lớn lớn như thế này nè, là 200.000 một chậu nha. Còn những cái cây lớn như thế này á là bên Duy bán 250.000 một chậu nha. Đây là những cái cây thắt ngọn rồi, chuẩn bị có hoa Tết nha. Những cái cây đoan đi ngọn mà nó lớn như vậy cũng làm hoa Tết nha. Còn bên Duy bán kiếm nha. Cây này là kiếm phân trí nha, phân trí gieo hạt nha. 65.000 một chậu như thế này nha, phân trí nha. Đó, 65.000 một chậu. Đó mấy anh chị nhìn nè. Cây như thế này nè, đó. Rất là nhiều nha. Về mấy anh chị chậu, cây nhỏ như thế này nè, ngọc điểm này cũng vậy, nghinh xuân này cũng vậy, 15.000 một chậu nha. Nghinh xuân cũng 15.000 một chậu nha. Đó. Mấy anh chị về thay chậu nó sẽ lớn giống như vậy. Đó. Rất là nhiều nha. Kiếm cũng vậy. Về mấy anh chị thay ra thì nó sẽ nhanh lớn lắm, cực kỳ nhanh lớn. Bên Duy thay ra này đó, mấy anh chị thay kiếm cực kỳ lớn nha. Ở đây là nhà vườn luôn nha. Bên mình bán cực kỳ giá, cực kỳ rẻ nha. Anh chị nào mà muốn có cái giò hoa Tết thì mình mua về những cái giò như thế này nè. Đó, như cái giò như thế này là 250.000 một giò nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn, vì nó sẽ có bông Tết nha. Vì mình làm mình cắt nước rồi nó sẽ ra hoa Tết. Anh chị nào mà có nhu cầu á thì liên hệ với Duy theo số điện thoại là 0986011680 nha. Đây là những cái cây Duy chuẩn bị làm hoa Tết nha. Cây như thế này là 33.000 một chậu nha. Đó. Rồi, cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi video của Duy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.